Hi, chào bạn với lại channel của mình. Ok, bây giờ là đến phần tiếp theo của sống đá. Bây giờ mình vừa bán mấy cầu thủ ở trong đây. Bán bớt mình có 43.000, bán bàn này sẽ được thêm 5.000 nữa, 5 à lộn 5 triệu nữa. Mình sẽ vô mình mua một cầu thủ. Đây. Lilo gì đó. À nhưng mà mình mua luôn tại vì sao? Tại nó là cặp bài trùng của Montolivo. Montolivo đây rồi. Đâu rồi? Ở đây 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 rồi. Ok, 6.700, đó là 67.000. Luôn chi thế này vô đấy, đúng vậy, 68.000, ngon. Cuối cùng cũng đã có cặp bài trùng của Montolivo rồi. Nhanh thôi. Đó, nói chung cặp bài trùng với lại tập trung nó tăng rất là nhiều chỉ số cho cầu thủ, cho nên là nếu mà có cả hai cái thì cầu thủ của bạn sẽ toàn diện lắm. À. Nó cái thằng này nó cũng cao chỉ số hơn là tại vì nó nhiều cái cặp bài trùng hơn. Này cũng có bộ của Montolivo với lại một số thằng có đội hình mình luôn. Cho nên mình mua là chuẩn chỉ à. Với lại nó là Fernando Torres, thư là cái mảnh làm thư của Fernando Torres. Mà Fernando Torres thì mình đã có đủ rồi, giờ mình chỉ cần bỏ thế lực lên nữa thôi là đủ rồi. Torres à, đây rồi Torres đó, giờ chỉ cần up Balotelli với lại thằng mới mua vô thôi sẽ được có Torres. Torres bình tĩnh xung kích ngon. Muốn lợi để đòi nét là bạn phải làm thư. Tại vì sao? Tại vì thư là cách kiếm cầu thủ S dễ nhất mà không phải tốn tiền. Tạo mới cái này. DP này là wow. Có Origi hả? Ngon đấy. Ôi Luke Shaw kìa. Trời, chả cái gì hết. Chả có gì gọi là hết. Tạm mới cái nữa mới được. Ganso. Varane này cặp bài trùng với lại thằng Manolas hả? Ở bộ Manolas cặp bài trùng với lại thằng gì hậu vệ quá này. À là thằng tiền vệ Kovacic. Sao lại cặp bài trùng với thằng đó ta? Lạ thiệt. Tao thành tựu. Yeah, nhận được 15 mảnh với lại 15 viên thuốc. Ngon. Ok. Bây giờ là cái gì đây? Bây giờ là vô shop mình sẽ có 2.000 kim cương rồi. Giờ mình sẽ chọn cầu thủ để mình mua lấy thôi. Ê, cái này có Casillas nè. Casillas, Lassen, ok, hay đấy. Osala nữa. Cầu thủ mới. Cầu thủ mới này nó tệ hơn cái thằng kia rồi. Chắc là phải lấy bộ kia thôi. Lấy bộ kia. Đây rồi. Hai S nha, ngon đấy. Bastor hả? Ringmaster. Phil Schoen. Cũng được, nói chung là 2S là có lời, 2S là tạm ổn. Rồi. Ra đây. Để coi coi. Bastor thì mình có hai thằng nè. Giờ mình sẽ nâng nó lên là đột phá được á. Rồi, Ringmaster là bấm bóng cổ vũ. Cũng khá ổn, nếu mà bạn lúc đầu bạn mở ra được Ringwater thì bạn nên xài, tại Ringwater dễ kiếm hộ lắm, dễ kiếm bộ với lại dễ kiếm cặp bài trùng. Bây giờ là làm gì? Bây giờ là chắc là up cầu thủ đi nhỉ. Cho up cầu thủ đi. Ví dụ là có cặp cúp lô bộ thế giới thì bạn kiếm tiền cũng dễ hơn. Mình hôm nay mình kiếm tiền trên cầu bộ thế giới hơi nhiều luôn. Một ngày tầm khoảng 15-20 triệu á. 2 ngày là bạn có thể mua được một thằng S rồi. Vậy thôi là SS là tầm 7 ngày, 8 ngày. Nếu mà siêng năng nha, cái đó là phải siêng năng nha. Tại vì mình chơi free mà phải siêng, không? Đây đúng vậy, up lên mấy điều tiết. Xong rồi giờ này mình sẽ đưa ra kia. Cho Montolivo lên. Đây, chính xác. Đúng vậy, hàng dưới sân mình phải nâng cấp 6.4 rồi. Ngon đấy. Sau cái từ úp có mấy cái yêu lên 6.6 rồi phải không?
ngon lành, quá ngon lành luôn. Rồi cầu thủ rồi giao bóng vô. là ây da Rojo thực hiện cú chuyền bóng. Oscar bây giờ là không có ăn dạ được đâu, chỉ có chuyền cho nó dứt điểm thôi. Origi chặt nhẹ luôn. Origi chút nhảy luôn về à. Trước nguy hiểm chút ba mấy phần trăm chắc không vô. Origi cú toa chứ đâu có đùa. Thủ môn phát bóng lên đá phạt góc chăng? Phạt góc hay không thể tin được. Tiền đạo bị phít lại rồi, cái ăn dạ của nó nè giảm quá trời luôn, số phạt đền rồi vui xích phạt đền giảm hết trơn, đội khách giảm cắt chạy bóng nhanh để chuyền bóng về phía đường biên căng quá, nó chơi cái đội mất tiết này nguy hiểm thiệt. Chuyền dài lên cho đồng đội, đội hình thì nó không có gì đáng sợ, chủ yếu là nó có cái mất tiết này nó khắc chế cái hàng tấn công của mình nhiều. Là chắc là phải Rojo chuyền bóng về phía khác chứ không phải là ăn vạ rồi. Sané trời vậy mẹ rồi. Origi đã bị việt vị chuyền bóng sang bên trái. Thực hiện cú chuyền bóng trong tay biên phước cờ, cầu thủ đã rơi dễ vô đâu con. Chuyền là chuyền sao? Mày tiếc tôi không? Đang quan sát vị trí đồng đội. Motolivo giữ vai trò tổ chức tấn công. Papastathopoulos. Oscar yeah. Đá ngã, cầu thủ đội bàn hình như không chạm trúng anh ấy. Origi cũng chết thôi. Origi Oscar bật thầy luôn mà còn đâu sao chịu nổi được. Chuyền bóng cho đồng đội, chuyền bóng về phía đường biên. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Thôi xong rồi. Balotelli hay quá. Buffon thủ môn nghiêng người đẩy bóng ra. Đá phạt góc chăng? Phạt góc nguy hiểm. Thôi đi rồi. Vào chưa? Vào rồi. Bàn thắng lại đã chơi tới. Mình lại một pha y vậy như nãy mình chơi nó luôn. Tiếp tục. Ok. Nhưng quả báo ứng mà. Chịu thôi. Kết thúc. Tỷ số hiện tại là 2-1. Hiệp 2 đã bắt đầu. Đội khách. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó được tấn công này. Nguy hiểm. Vào rồi, thật đẹp mắt. Các cổ động viên đang rất phấn khích. Cái gì vậy ta, sao dễ vậy? Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Rojo chuyền bóng sang bên trái. Motolivo giữ vai trò tổ chức tấn công. Motolivo chuyền và những bóng đều rất tốt. Ander Herrera sạc bóng luôn. Đã để mất bóng. Kimmich nè. Chạy dọc theo cánh phải, chuyền dài lên cho đồng đội. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Gabriel Buffon nó có nhẹ nhàng bắt lấy bóng. Chưa bằng gì cản Oscar. Gì cản chạy nhanh cản phá cản trở Oscar. Chuyền bóng sang bên phải. Ander Herrera. Javi Martinez. Origi chạy tới luôn. Origi đang giữ bóng trong chừng. Nguy hiểm. Origi trời ơi, nó chụp vậy mà nó cũng banh ở trong lưới, banh trong sân luôn hả? Ôm bóng trước chụp ngực. Cái tay ra ngoài biên rõ ràng thằng. Chuyền bóng sang bên trái. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Nghĩa thằng này chỉ mình nó 82 rồi. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin lại, ứng phó đợt tấn công này. Đọc được ý đồ hey của đối phương nên đã kịp thời chạm bóng. Chuyền dài lên cho đồng đội. Thua. Hết giờ. Thực hiện cú chuyền bóng. Đã bị việt vị. Sạc.
ăn ăn chỉ số nó vậy mà lại không kết thúc trận không đấu đát vô được. Tỷ số à, đúng rồi, là cái map tuyết hai đều, hai bên bắt tay hòa, hai bên ngay từ đầu đã ngang tài ngang sức cái rồi vậy mà để nó lỡ nghe gì kia. 71.000 này cũng bấm bóng luôn chứ gì, này bấm bóng luôn. Lá thật. Bảy lăm này cũng cao chỉ số đó nha. Xung kích. Trời, gì đổi lung tung vậy? Trời, 50% mình 3 phút nữa mới xong. Như đồng chí hôm nay mình đánh rồi, win mẹ nó rồi, thắng hết ráo. À, đau thật chứ. Thằng đó làm pha giật cả mình luôn, làm hay ăn nó hai trái trước mà để nó gỡ. Tá phòng không đây rồi mà lại không tăng thêm một đống vị trí tá phòng không nữa, rồi nguy hiểm quá. Nó cứ bị vậy hoài, sao mà chưa tìm ra được cái cách khắc chế cái đội hình mà nó có cái nó có cái bóng bóng đó nha, bóng bóng vô lê đó. Kiểu gì đây? Wow, bên này trò 2.200 nè, 2.200 là mình sắp đổi được 2.500 là một thẻ rút 10 nữa nè. Còn không thì mình đổi thẻ này chắc chắn nó có thẻ ép. Ok, hy vọng nó ra một sao cho những thằng mình cần. Nhưng mà biết nó có ra thẻ ép hay không là vấn đề. Mình thử đâu có ra thẻ ép đâu. Mấy này thì còn như cũng có Noah ở trong đó nữa thì phải. Chơi mày học quả A luôn nè. Ghê, 44 cái và càng đét á. Càng như dây đờn. Trời quốc ơi, 44 cái này ngon nè. 2.500 được có 10 lần à. Mở cái này nó có thể ra kim cương, chơi. Quốc. Mình ghét dông dài lắm, vô mở một cái một là xong luôn được ngay. Hai thẻ ép 900 kim cương, 30 mấy mét vàng được, 31 mét vàng, 900 kim cương được nửa đường nữa rồi, hồi nãy mới mở 2.000 giờ thì được 1.000. Trở lại hai thẻ ép đúng không, được ra nơi ơ đi rồi tao sẽ bét luôn á, nếu mà giờ mà ra nơi ơ là bét luôn á. Trời, anh đi hết ra trội. Herrera còn gì nữa đâu, búp môi thôi đi rồi. Thamedi đi trội, che lấp này ghê nè. Hình như có bộ với ai quá. Này nó không có bộ với ai hết. Herrera giờ full thì giờ làm gì nữa giờ. Gì ghê, bộ với đi ghi 3 hết luôn kìa. Sẽ Fabregas ra này xong rồi. À, bàn này bán bắt to để lại úp cũng được. Thì sao giờ cho là hình ra phải hồn. Hình ra full mở đó rồi, giờ này còn cho hình ra là cái gì nữa. Rồi. Vô. Thôi giãn cái được rồi. Này 91 nè, được rồi. 56.000, quốc này. Nhiều SS trong màn hình đấy. Thời tiết mưa, không biết mưa nó giảm gì ta. Mưa nó giảm gì.
có 2S rồi, thêm 31 mét vàng rồi, rồi thêm tiền 31 mét tiền với lại 900 kim cương. Cậu bộ lời đội nhà. Trận đấu bắt đầu, cầu thủ giao bóng là bình tĩnh đột phá nhân rồi, tất cả chiêu đó mình đều có hết. Sané. Rồi vậy mà nó đột phá dẫn qua vượt qua hàng thủ. Sané chạy về trước. Sẽ phải làm gì trong tình huống này đây? Thằng Origi thì không bao giờ chạy vậy đó. Sané đá ngã, cầu thủ đội bạn hình như không chạm trúng anh ấy. Origi. Vậy mà không vô. Lạ thật. Soạt trò ghê. Soạt ghê vậy. Thật đúng lúc. Sané thực hiện cú truyền bóng. Montolivo điều khiển nhịp độ trận đấu. Chị Herrera chọc khe vô. Montolivo truyền bóng cho đồng đội. Origi. Xét thấu. Hãy xem nào. Chụp hậu bố mày trái này trái. Origi. Không thể tin. Hồi nãy trái phạt đền nó là hên thôi nha con. Chứ không phải dễ ăn đâu. Trận đấu tiếp tục. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Đang giữ bóng, truyền dài lên cho đồng đội. Papastathopoulos đã chặn được bóng. Oscar. Sen. Trời ơi. Có vẻ như đang đóng kịch. Làm đúng hiệu quả đi không? Oscar chuyển cho Sen ngã xong Oscar sút. Nghĩ sao bên vực mà nó chụp trái đó ghê. Thủ môn nghi người đẩy bóng ra. Thôi xong rồi. Đào chân. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Vậy đi Rojo, để Herrera làm công chuyện nè. Săn mồi. Herrera. Hay quá. Đoạt bóng rồi xong chuyền lại pha ngáo thiệt. Hãy xem nào. Rất đẹp mắt. Cầu thủ đội giao bóng giữa sân. Cái kiểu gì? Trận đấu tiếp tục. Không hiểu được luôn á. Rojo. Làm sao mà nó có thể vậy được? Chuyền bóng sang bên trái. Mình cực khổ lắm mà mới ăn được một trái. Thôi nó ghi việc gì chắc luôn. Oscar dùng tốc độ để loại bỏ hậu vệ của đối phương. Oscar có vẻ như đang đóng kịch nhưng trọng tài đã nhận định đối phương phạm lỗi. Oscar. Còn 45 phút nữa để vượt qua thôi. Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Mình mà ở trong top 100 mà kiểu như ở trong top 100 xếp hạng mà cuối mùa thì sẽ được 10 thẻ, một thẻ rút 10. Cho nên là mình đang cố gắng vào top 100. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Đào chân. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công. À ghê ghê. Mata sút, sút phạt. Đối thủ chuẩn bị đá phạt trực tiếp. Mata. Quên đi. Bóng đã ra khỏi đường biên ngang. Đội khách. Thôi xong rồi. Đá phạt góc. Rojo khỏe như ta. Cái pha đó là bây giờ. Giao bóng giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Rojo. Montolivo đang quan sát vị trí đồng đội. Sané đang giữ bóng trong chân. Ander Herrera. Oscar. Trời, sao quá sao sút. Nhưng trọng tài đã nhận định đối phương phạm lỗi. Thủ môn. Cũng ra chuyện đẹp thôi. Hay. Nguy hiểm. Rojo. Sao quá mày. Không thể tin được. Công tốt đấy. Đấy là bàn giao bóng giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Riêng bóng cho đồng đội. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Linh gia. Thực hiện cú truyền bóng. Chẳng lại coi cho đồng đội.
đá À, việt việt vị. vị hả? Tốt đấy. Javi Martinez. Oscar. Hay quá. Dẫn bóng qua người đối phương. Đảo chân ác sẽ thì phải làm đánh gì trong tình huống bóng này rồi. Đây? Đột phá 98%, tiếp tục luôn. Oscar đã đột phá qua hàng phòng thủ của đối phương. Đây nè, tinh tí nè con. Oscar đứng trước bóng. Xong rồi. Oscar! Tinh tí nè. Vào rồi, thật đẹp mắt. Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Đảo chân. Nguy hiểm. Valencia mà rất đi đẹp suốt mắt. Là hơi Tí thua là rồi. Chưa vào. Phạt tiếng Ok. còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 4-2. Đội nhà đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Họ đã thể hiện rất tốt trong. Rồi lên 91 rồi. Phần thưởng hạng 91 là theo kiểu là hạng ủa. Hạng 220 này à, này chưa update phải không? Đây hạng 81 tới 100 là sẽ được một thẻ rút 10. Trời ơi, đồ này ghê không? SS quá trời, nó Casillas luôn. Thôi mình xin chấm dứt video đây, bạn hãy nhớ like, subscribe, đăng ký kênh của mình nha. Rồi bye bye bạn. Take a body's high and high.